Đây là công trình của ta đã nghiên cứu lâu rồi, nhưng mà không chưa có phát hiện gì mới. Hy vọng cuộc khảo sát này sẽ có những phát hiện mới. Lưu ý, cậu đã nghiên cứu ra được gì chưa? Thưa giáo sư, tôi đã tính toán gần xong rồi. Tốt lắm. Rồi, là sẽ xuống kia kia. Jessica, đấy cụ quen tên này, chúng ta sẽ đi chơi. Ô đi chơi, vui quá đi. Đã đi picnic rồi. Mình phải luận vài chiêu để thế giáo sư bảo vệ giáo sư. Đói quá đi, có trái cây để ăn rồi, trái cây của ta các bạn. Ôi, em hào hứng muốn đi chơi rồi hả? Giờ sư, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Được rồi, ok. Lên xe đi. Rồi, đi thôi. Chiu, để mình đi trước nha. Giáo sư đi thôi, giáo sư. Được rồi, cô ta để không sợ. Để ta đi trước chỗ. Nhện hả? Chém hết. Đi thôi. Để mình xem trước xem nào. Úi dồi ôi, nhìn này hoang vu quá. Úi dồi ôi, rắn. Xem nào. Úi dồi, sao có con hổ này. Ôi, nguy hiểm quá, giáo sư ơi, đi thôi, sợ lắm, đi thôi anh ơi, để có ta, để ta dẹp đường cho, để ta, giáo sư đi thôi, thôi đi thôi, không phải lo. Khuya rồi, muốn ngủ quá đi, ngủ đói nữa. Đói quá. Chị ơi, chị đi kiếm mồi gì cho. Kiếm gì khuya rồi, ngủ đi, dạ. Rồi đi ta, đi theo cô đi kiếm mồi nha. Ok. Đừng nói đi thôi. Ta xem nào. Có một con thú to lắm. Sao giống con ma gì chém hết, không sợ. Đi thôi, ok, đi thôi. Nó đi, chọc luôn, không sợ, đi. Trời sáng rồi, cuối cùng cũng tới nơi. Từ tới nơi rồi. Các bạn có đói không? Chúng ta sẽ đi câu nhé. Trời, ok, thưa giáo sư. Đi thôi nào, vui quá đi, đi thôi. Đây là thuyền của ta, các bạn muốn đi câu. Thì em cá mập là chuyện của nghề. Dạ, thưa thuyền trưởng, em sẽ bắn cá mập cho khách chúng ta nè. Rồi, thuyền trưởng cho chúng ta đi câu chứ. Được chứ, được. Chắc được không vậy thuyền trưởng? Được mà, chúng ta bị bắn này, đấy, bắn cá mập bắn thoải mái. Được lắm, nghĩ cả người lão ta sẽ xử ông đấy. Ta biết rồi, yên tâm đi thôi. Đường đi rồi, ok.